kịch tính, gay cấn. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 18 năm 2024 với sự tranh tài của 12 câu lạc bộ bóng chuyền hạng mạnh quốc gia gồm 6 đội nam là LB Bank Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, Hà Nội và Long An. 6 đội nữ là LB Bank Ninh Bình, VTV Bình Điền, Long An, Hà Nội, Kelesinko, Thái Bình, Minh Chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển, đặc biệt là môn bóng chuyền, tạo điều kiện cho các đội bóng nâng cao trình độ chuyên môn trước khi thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024. Đây cũng là dịp quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình với bạn bè trong nước. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 18 năm 2024 chính thức khởi tranh từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2024 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.